5 cái máy may đi. Thì sau này mình sẽ được sao? Đẻ là 5 cái máy may con. Không ngờ 20 năm anh với bạn anh hợp tác với nhau 10 nước Đông Nam Á, đặt hàng toàn bộ cái quần xòe lõn phát sáng của công ty anh. Em có bao nhiêu tiền anh hãy đầu tư hết. Và thứ ba, đây là củ sâm ngàn năm của Hàn Quốc. Củ sâm ngàn năm của Hàn Quốc. Con trai đầu lòng của ba. Ba hãnh diện gì con? Anh hai mãi yêu anh. Anh hai là một người đàn ông tuyệt vời. Em cũng yêu anh. Đón xem tập 13 Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 21:55 thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018 trên kênh HTV7.